Xin chào tất cả các bạn. Tết đã đến sau đít chúng ta rồi mà tiền bạc vẫn cách xa ngàn vạn dặm ha. Hôm nay là ngày cuối cùng của công ty chúng tôi. Hiện tại là chỉ có một số ít người làm thôi. Máy tôi hôm nay cũng đã nghỉ rồi. Vòng vòng ở trên đây chỉ còn ở khúc trên đây có một số người đang làm nè. Đó, ở tuốt trển là còn người đang làm nữa mấy bạn. Là còn duy nhất nhiêu đó thôi đó. Với lại bộ phận văn phòng. Thì ngày hôm qua tụi tôi đã dọn dẹp máy rồi ha. Máy móc đã dọn dẹp hết rồi và đã đậy rồi. Thì hôm nay tôi với anh em trong máy vô để cúng máy và để lấy lương và về quê ăn Tết với gia đình, với họ hàng, với bạn bè, với bà con. Hiện tại là bên kia máy móc người ta đã đậy lại hết ra. Máy móc hàng hóa đậy lại. Đây là cái máy của tụi tôi nè. Máy của tụi tôi đã được đậy lại ha. Đậy kỹ rồi, làm vệ sinh sạch sẽ, đậy lại hết trơn á. Đó, tôi quay cho các bạn coi ha, cái máy chỗ khu vực tôi làm việc ha. Đó, đậy lại hết rồi. Để mà ra năm rồi tránh bụi bẩn, làm dơ hàng hóa đâu ha, làm ra các sản phẩm hàng hóa không có chất lượng. Thì thông thường thì năm nào thì anh em tụi tôi cũng cúng máy hết á. Nhưng mà nói là cúng vậy thôi, nhưng mà lòng thành cũng không có gì nhiều hết á. Năm nào cũng như năm nào mọi năm thì tôi mua gà về tôi cúng, nhưng mà năm nay anh em chán ăn gà rồi nên là tôi đổi món. Thì năm nay tôi mua vịt quay ha. Vịt quay nè. Đó. Với bánh mì. Ha, với nha. Anh em lễ bạc lòng thành thắp nhang để về quê ăn Tết, cầu mong cho một cái Tết đầm ấm, vui vẻ và thật nhiều sức khỏe để sang năm còn làm tiếp tục làm việc. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đốt nhang, mình cúng máy ha. Thì cái này, đây là môi trường ở công ty, cho nên là môi trường công nghiệp, cho nên là cái vấn đề mà an toàn phòng chống cháy nổ là phải đặt lên trên hết. Cho nên anh em tụi tôi dù làm việc ở trong đây làm mướn thì nhưng mà cũng phải ý thức được đó là phải an toàn và phòng chống cháy nổ. Thì trong lúc đốt nhang thì anh em tôi cũng căng cái chỗ mà không có các cái vật liệu cháy nổ. Thứ hai là anh em tôi phải căng ở đây thường xuyên, tức là túc trực ở đây, để tầm nào tàn nhang thì anh em tôi bắt đầu đem cất đi và đem về ha. Không tổ chức ăn nhậu tiệc tùng ở trong công ty, đó là vi phạm nội quy. Mục đích thì cũng là để cầu qua năm là mưa thuận gió hòa ha, công việc thuận lợi, máy móc thuận lợi, con người có sức khỏe, rồi không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ anh em và tôi là ba anh em làm chung với nhau, thì trong một năm qua cũng đoàn kết tập trung cố gắng để hoàn thành tốt các cái đơn hàng. Anh em không có để mà những cái vi phạm hay là những cái sai sót xảy ra, cố gắng nhất thì cầu mong năm qua thì năm sau xin các bậc bề trên chính giám phù hộ độ trì anh em thì tôi qua năm tiếp tục đoàn kết, tiếp tục phấn đấu để làm việc, vừa làm ra sản phẩm cho công ty nhưng mà cũng vừa để kiếm thêm thu nhập của mình ha. Mong một năm mới là thất tài thất lộc, bình an mọi sự bình an, công việc làm suôn sẻ, xin nhái mà nhái. Có một số người vô lấy lương này nghe, lấy lương để về quê ăn Tết. Chào chú Bảy. Ôi, chào đại tử. Tết đây về quê ăn Tết không chú Bảy? Có. Vậy hả? Sắm sửa gì Tết chưa? Chưa có tiền, chưa sắm. Đang đợi tiền phải không? Là dữ. Không vậy. Tết về quê không anh Hưng? Có về chứ. Vậy hả? Đợi tiền. Đang đợi lấy tiền về. Vậy hả? Có lương này anh nào về quê ăn Tết với gia đình. Lát hồi phải nhậu với tụi em bữa chia tay chứ. Rồi, lát anh em mình sum họp chút. Mẹ đang quay phim mà có nói trọng trọng. Ui chết, mẹ thằng nào đốt pháo.
anh em ơi, chờ nãy giờ đốt nhang cúng kiến xong rồi, dọn hết rồi ha, sắp sửa đi nhậu ha. À chưa, chờ lấy lương rồi, chờ lấy quà Tết với lại chờ lấy đồng phục mới qua năm ha. Lương của mình nè các bạn, đây là lương ha, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, tiền thưởng Tết 4 năm của mình. Bốn năm ha, tổng tất cả là 700 ngàn. Ok, nói chung là Tết đầm ấm lắm các bạn ơi, chờ lấy quà nữa. Ok, còn đây là đồng phục mới của mình, mới lấy nha các bạn ơi, đẹp không? Năm ngoái là màu xanh, hôm nay thì đổi qua màu cam, sặc sỡ quá, chói quá, dòm như cái bông di động, lột ra bận vô luôn ha. Tên lên tên má đã đủ để lấy hỏi luôn. Đồng phục mới này bận vô luôn. Thôi đủ. Đẹp không? Nào. Dương tông ngày xưa đã tan. Ây da, đây là quà Tết của mình các bạn ơi. Đây là cái cuối cùng mình phải lấy và bắt đầu mình đi nhậu ha. Mình phải khui quà Tết luôn. Cà phê quà hòa tan, nét cà phê. Ba miền, nước mắm. Cho ăn cay rượu gừng xào xài đi. Maggi nước tương ha, Maggi bột nêm. Dầu ăn cái lân, bột nêm cà no, đường, một chai rượu gừng chị Cảm cho bà Trúc luôn, một gói bột ngọt Ajinomoto. Tôi đã đợi chai rượu gừng rồi. Ui, nhiều hột dưa quá. Ôi ôi, hột dưa quá trời quá đất luôn nè. Hột dưa nè. Ôi ôi, ai lấy để cho quá trời quá đất luôn. Cái này khoảng tầm chạy lấy hoài rồi. Đó, hoài. Cái này được nửa gam không? 200 à. 200. Rồi. Chưa được một chén luôn á. Tắt vợ vậy mà. Nui. Nui. Một cái thiệp cưới à, lộn, thiệp chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. An lành hạnh phúc. Hết chưa mấy bạn ơi? Họ sẽ cắn nguyên con hay vậy? Không, ý là sẽ đủ bán dịch đi mà. Đá chưa vô nữa à. Em điện đá rồi mà nó chưa dở vô nữa. Chưa đủ đá, chưa đủ mà nó hối tao. Bỏ nó cần đâu ăn. 2, 3, vô. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Hey birthday, chúc mừng sinh nhật anh Tư. Chúc mừng năm mới. Vậy là tụi tôi đã hoàn thành một năm vất vả rồi ha. Hôm nay anh em tụi tôi tất niên coi như là tổ chức bữa đơn giản thôi, sum họp để ai nấy về, ai về nhà nấy ha. Và clip của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Các bạn hãy bình luận ủng hộ cho mình ha. Đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube cho mình. Bye bye. Sao lông bia hết? Rồi. Hết bia hết. Vậy nè. Ừ, này, này, nó lạnh, nó lạnh. Thôi khỏi lòng đi. Mệt không này đủ. Má nó lợi hứng ra. Rồi, cảm ơn thằng em nha. Má chứ. À, cạn luôn nha. Ai kêu mình cũng. Thôi tao tội nghiệp mình cu máy tao lắm, kêu cái gì cũng làm hết á. Ôi chết cha, mới quay đâu vậy? Đặt kệ sâu luôn kìa. Ôi vậy hả? Bản chất con người bắt đầu bộc lộ rồi đó, càng uống càng hứng hăng. Thì ai bóng từ đừng giống mày. Cũng yếu ngọn giang. Không à. Năm nay 30 giờ quê anh em mình qua quậy nhà nó. Quá ờ, quá ờ, mùa 2, 3 giờ. Dỡ nhà đem mấy tô đi bán nhà trai luôn. Mà quà lấy xe ben đồ lại rồi xe cẩu rồi cuốc nhà hết đi. Thì phải nghiên cứu cái cách tập làm sao mà cho bụng nó bự lên mà tay chân nó nhỏ lại. Không. Thì cái đó là đồ mấy cái dòng bụng càng lớn dòng đời ngắn lại. Đủ mã như luôn mà xấu xuất luôn rồi, không sợ mày luôn. Vô ăn cắm dỗ á thì kêu bằng chú.
Dạ không kêu không? Kêu bằng anh mới chịu, còn không chạy mà kêu quen mẹ mẹ rồi. Mà nó giữ. Gì? Kêu nó vợ đẻ. Nhà công việc đang năng nơi đây chịu vợ đẻ uống chồng lâu rồi đúng rồi.